lâu lắm mới thấy thị trường anh lên chợ. À. Đồ này là công tác ở đâu hay là về làm vườn em ơi. À. Mùa làm cái làm vườn. Vâng. Hay quá. Anh Trương nhá, giới thiệu bác rất nhiều cây đẹp. Tác phẩm xanh này đang là bao nhiêu tiền đấy? Chết mẹ rồi. Em bán 600 dạ. À, chết 600. Rồi. Không em, anh. Bỏ rồi, ấn anh đi chọn thứ khác đi. Nó lấm lóm rồi. Đây, anh chọn thứ khác để xanh hạt thì đôi khi cái củ nó vẫn bị thối anh. Thối à? Đề. Cái đề này bao tiền ạ? Cái đề này là 3 triệu rồi không? Đấy, cứ hỏi một loạt. Cứ hỏi một loạt xong rồi quay chi tiết. Để quạt nhau chứ. À, Nguyệt Quế này này. Mấy tiền bác? Đúng như cái mai ấy. Nguyệt Quế là cũng của anh Trương hay là của ai đây? Ừ, của anh ấy. Bao tiền anh? 26 triệu. 26? 6 triệu. Con si này. Si này. 12. Con này là 7,5. Đấy, biết loạt luôn cho dễ. Bây giờ quay chi tiết. 6 triệu. Đấy, Nguyệt Quế sợ từ nắng không chống được các bác, phải phủ cái áo lên đầu ấy. Hôm nay tên không mang mũ. Nguyệt Quế quá là già. Nguyệt Quế đây. Nguyệt Quế bên này. Nói chung là rất già. Nhưng nó hợp, nó đẹp. Còn đây bọn em đang lui. Đúng rồi. Cái tử vi quan trọng là thấy cốt cây thích là được. Đây là có cho hoa không nhỉ? Có chứ, có chứ. Sắp đến mùa. Đây là mùa đang chuẩn bị cái này. Anh không cắt nữa thì không hoa, còn anh cắt đấy. Đang ngông này là hoa ấy. Chuẩn bị nở đấy. Dòng này là hoa màu thẫm, còn cái dòng không có lu nhãn là hoa nhạt. Rồi, Nguyệt Quế như cái mai kia chỉ cái này đúng rồi. À, cây xanh này bao nhiêu đấy? Con này hơn 10 triệu, được 11 triệu. Đẹp quá nhỉ. Chợ này là phiên chủ nhật mà vắng người. Nắng quá. Nắng quá. Tưởng là nay chủ nhật thì vào rằm đúng rồi. Phiên rằm mà. Bao giờ bảo. À. Tất cả các phiên rằm. Này giữ anh lên phiên này lẻ nó đấy hả? Không không phật mà. Không phật luôn chứ không phải nói không. Ôi nó đùa, nó cứ hỏi các bà đi chợ mà xem phiên rằm vắng cửa con. À rằm người ta ở nhà cũng rằm mà. Đấy, cột xanh này. Hoa quả hết rồi đấy, lấy ngoài đi. Đẹp chưa? Quả hết, đang quả. Hoa quả hết thì dày thì nó dày như thử là cây làm từ bê con lên thì nó dày như sung này. Dạ. Các nhìn ạ. Thứ nhất là dày, thứ hai là già, thứ ba là lâu năm trên chợ. Bánh ấy. Đến bánh. Đấy, nhìn già. Quê thôi nhưng mà dằm, nhìn dằm. Đẹp đấy. Xanh đẹp và cây xanh được đập lấy luôn nhanh múc con này cũng được, cũng cùng trang lứa với con kia già rêu cốc đế thân này. Già quan trọng là già các bác, thứ nhất là cốt cán mình thấy ok rồi, thứ hai là lại được cái già thì còn gì bằng. Ở đây Trương bonsai đây. Một số đây các bác nhé. Xin đỡ phải hỏi nhiều nhé. Cái xanh này nó được mỗi cái mùa kia là nó ghét mỗi mùa đông nó dùng hết lá. Ghét mỗi mùa đông rồi không? Cái xương. Đấy. Cái thân nó thích. Mùa mùa trọng ra hoa. Không để ý mà ra hoa bón tốt. Ngoài ăn nó bằng gì hay. Cậu ấy bón tốt thì nó ra hoa.
Bây giờ chơi cây bonsai này, mua cái phân úc bê. Phân úc bê bón đây. Đổ vào gốc không chết cây. Chết à? Tao đi à mình. Đồ chuyên dụng rồi. Nhưng mà nó tốt phần cò lắc mà cây đấy nó không tốt, cái phần đấy nó bền lắm, cái phần đấy nó cực bền. Nhớ biết chơi thì mua cái phần lúc cho vào. Vâng, cái đấy chuẩn đắt chút nhưng mà đắt chút thì anh cho đầu trâu không anh. 30.000 một cân mới cả 40.000 một cân đấy. 30.000 một gói có nửa cân. Gói một cân. Tuần gấu ơi bán đây, mấy người đây bán. Làm đấy. Con đẹp. Con này còn thu lại nữa. Thì đây quả là hôm qua nó cắt phơ để mang đi mà. Cốt đẹp, già. Già thì chưa già lắm. Nhưng mà nó đạt được, nó đạt cái độ mỹ thuật của nó. Những người còn già, cái này làm sao mà già. Cân đối về mỹ thuật, con bên kia mới già. Con bên này thì không nói, con lấy bên là già. Rồi. Này, mong chạy. Ôi, dễ ra. Già gì. Hẹ cái này bảo là già đâu mà già. Nó là cái mốc kia, con này địa y có một tí, địa y cũng chả có nói lên điều gì. Ẩm một tí đầy địa y. Con đấy thì nó đạt một cái nét. Đúng rồi, bây giờ là các anh về làm là lại thành cây ngon lành. Cắt giật đi một tí nữa là làm thành cây ngon lành. Đúng rồi. Đúng rồi. Cốt nó ổn rồi. Và chỉ chơi và nuôi thôi, nuôi thêm một tí thôi, tay cành thôi. Con về mọi mặt nó ổn rồi, nó không già như cây kia được. Dòng xanh lá ớt này nó mầm nó ngắn nó dễ chịu luôn. Dòng này đẹp. Khi mình làm xong nó ngắn, nó bé, lá nó nhỏ. Đúng rồi. Cái này là mình đang thả, mà cái cây người ta đang thả đến nó dài tận đây rồi. Ừ, đây là người ta chơi theo cái kiểu ấy. Đấy thì mình cắt đến đây rồi mà, đây bỏ đi 3 phần. Còn nữa. Còn đây, không phải là lúc quả này mang đi nó không. Còn bỏ, mình vẫn còn bỏ nữa. Không được một cái cốt này nè. Ít không, cốt này là đẹp. Nó phải chết chậu nhiều năm nó mới làm. Cốt này là đẹp, cốt này không lấy thêm. Nhặt bớt dễ đi nữa thì nó đẹp nữa. Đi chơi được vừa cụ đấy chứ người làm ra thì chả được mấy đồng bạc. À bán lái buôn bán được nhiều. Lái buôn bán được nhiều. Làm sao không phải nuôi được? Không phải nuôi thêm giờ. Cái này giao lưu thì khoảng bao nhiêu bác? 11 thì tính bớt thì triệu, tính 10 triệu. Gọi là tính 10 triệu đúng không? 10 triệu ông nào chơi cái to mua được. Được. Làm đẹp luôn là được. Được. Thậm chí nó vẫn là hàng hai người khiêng vẫn là ok, vẫn là không phải là cái to, cái tập trung tí. Không, cây qua quá tầm trung rồi, nhưng mà nó gọi là cũng mà lửa rồi. Đây cái này không, cắt bề ngắn nữa, cái bệ này không cần cắt mỏng bớt đi nữa, mỏng bớt cho ngồi sập thì không cần mỏng bớt, mỏng bớt đi. Nói chung là mình tính bệ nó sẽ từ đây đẹp nhất. Mỏng bớt đi nữa, thì cái lúc đấy nó rất là nhẹ, hai người khiêng vừa. Cây này thì còn chơi thôi, ngọn nó không đủ dẻo đẹp rồi. Tay cành bây giờ chỉ cắt ngắn nó đi cái để làm răm bông thôi là xong. Tối hôm qua bắt đầu mới thu lên cắt cái này đấy. Đúng rồi, bác thì thu tạm rồi. Chưa nhặt. Alo. Ai đấy? À không không. Treo đường cái. Ở đâu ạ? Ở đâu ạ? À không. Đang đi mua không được. Đang đi mua. Cái này ổn. Đây cũng xanh em. Xanh mà nhìn như tưởng mai chữ thủy. Con làm điền. Rồi. Con lý thì điền rồi. Đúng rồi em biết rồi. Nhìn cây đẹp. Đấy. Làm cây trực đẹp. Con này chặt đi làm trực đẹp luôn. Bỏ cái bên này luôn.
đấy đấy luôn. Con đấy là mấy đồng anh nhỉ? Hả? Con đấy là con nào? Con này anh được này ai mà nhà nó vườn tốt là hơn chục triệu nào. Nó giá nó quá hợp lý. Bây giờ mỗi một con mà gần này mà tiền cũng đẹp đẹp một tí nó lắp ghép 20-30 triệu rồi. Đây nó không thể nói đến cái tầm này. Đấy. Mà mấy ông đã báo giá mình mẹ toàn cái cục đường này ông đã báo 20 triệu rồi. Bắn cả mình. Kia có con điện nhỏ đầu tôi như thế rồi. Không. Con này vào. Thu bỏ cái tay kia làm cái trực. Con đẹp với chị anh. Con đằng kia. Đấy bên ngoài đâu. Đấy con đây. À đây nhá. Đấy. Đó bên trực. Ôi. Làm hai cái này về. Đang thích đây nhưng mà chưa xuôi. Thích cây nào? Đang hóc tí. Cả ba cây ngoài. Hai cây à, cả cái điền kia đi. Ông mà cứ múc cái ông cứ múc cái này về là có thằng lại tìm đến ông ngay về hôm nay nó lên. Là hỏi là ông nào múc cái này rồi. Làm việc gì đâu, mẹ già rồi nắng này ăn thuốc đấy gì. Không. Nó mới đưa ra thì không biết không mấy mạnh. Mới đưa khoảng bác không tưới thì bắt cú sẽ. Cây mình nó là bé này trên thượng luôn. Sáng thế là. Đấy. Nếu mà buổi chiều nhé. Anh cầm cây anh nhấc mắt ra. Đi đâu?